nếu loại lốc đen này cũng không quá mạnh thì thật sự không đến mức sẽ tạo thành nhiều nguy hiểm. Gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mắn vẹt xe xuống, ngẩng đầu nhìn liếc phát hiện ra bầu trời vẫn trong xanh hơn 10 phút trước hiện tại lại bị mây đen quỷ dị che lấp toàn bộ, tận đến chân trời, thậm chí tầm mắt hướng ra phía trước cũng bị trở ngại lớn. Hiện tại thì hắn mới hiểu vì cái gì Đa Mã từng nói, nếu gặp phải gió lốc đen thế này cho dù là có bản đồ cũng không làm gì nổi. Ha ha, Dược Nham tiên sinh, không cần lo lắng, ta đã cảm nhận qua một chút hướng gió, cũng không phải là rất lớn, đây cũng coi như là may mắn trong bất hạnh đi. Đa Mã ở bên cạnh Tiêu Viêm cười nói. Lốc đen này mặc dù là hắc vực đại bình nguyên là cái khiến người ta buồn bực nhất, có điều cùng hắc phi tàn bạo mà so sánh lại là tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, gặp gió lốc đen nếu vận khí tốt còn có thể giữ được tính mạng, nhưng gặp phải đại quân hắc phí, lên đến hàng ngàn vạn tên kia chỉ sợ cũng chỉ có thể là khoanh tay chịu chết. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vừa muốn nói điểm cái gì đó thì lại chợt phát hiện ra sắc trời vốn đang có một chút hồi ám chỉ qua một thoáng, hoàn toàn không có nửa điểm báo trước lại trở lên tối mịt. Không lâu sau, cuồng phong gào thét đột nhiên từ không trung thổi quét xuống. Nhất thời, một vài người hình thể hơi yếu, thân thể liền bị cuồng phong thổi đến đung đưa, bọn họ sợ hãi chạy nhanh đến ôm lấy hết thảy vật thể bên cạnh. Cuồng phong màu đen từ trên bầu trời thổi quét xuống, giống như là miệng ác ma hung hăng mở lớn cắn nuốt hết thảy những gì gặp phải. Cả đàn xe được buộc chặt nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn, mọi người tránh ở trong đó, vũ khí trong tay cắm sâu xuống mặt đất đem thân thể của chính mình giống như là cái đinh cố định xuống. Bóng tối đến nỗi không nhìn thấy cả ngón tay bao phủ mọi người, ở trong tiếng gió gào thét ai cũng không khỏi cảm giác bên cạnh chính mình không có người nào khác tồn tại. Nửa quỳ trên mặt đất, Tiêu Viêm đem huyền trọng thước hung hăng cắm vào mặt đất, sau đó thân thể tránh ở phía sau bán thước sống, nghe được cuồng phong thổi đập vào thước vang lên tiếng âm thanh bùm bùm. Hắn sắc mặt cũng phải thoáng có chút biến hóa, không nghĩ tới cái này gọi là gió lốc đen lại mạnh đến vậy, mà đây vẫn là theo như lời Đà Mã nói chỉ là gió lốc loại nhỏ, nếu là gặp khi mạnh nhất thì chẳng phải là có thể trực tiếp đem người cuốn đi luôn hay sao. Hắc ám cùng với cuồng phong không biết rằng có bao lâu thời gian thì mơ hồ lúc này trong bóng đêm, Tiêu Viêm bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu đem tầm mắt gắt gao hướng về tới một cái phương hướng mờ mịt, nơi đó giống như có chút quỷ dị ánh sáng đỏ chớp động, hơn nữa lại còn có ẩn ẩn có âm thanh mơ hồ truyền lại. Mở chừng hai mắt, cảm thu được cuồng phong chung quanh giống như có xu hướng yếu bớt, Tiêu Viêm sau một lúc bỗng nhiên khom khom thân mình lặng lẽ rời tới vị trí phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ kia. Di chuyển trong bóng đêm chừng vài phút đồng hồ, ánh sáng đỏ quỷ dị kia rốt cuộc đã xuất hiện ở trong tầm mắt Tiêu Viêm. Qua ánh sáng đỏ đó mờ mờ ảo ảo nó, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên phát hiện, hào quang màu đỏ kia vậy mà lại là một hình người có chút hư ảo. Chẳng qua xem bộ dáng phiêu đáng như vậy lại cùng với Dược Lão khi xuất hiện có một chút không sai biệt lắm. Ồ, người kia cũng là một cái linh hồn thể, chẳng qua giống như còn kém, đấu linh cấp bậc không đúng, có cái gì đó giấu ở trong bóng đêm, ngàn vạn lần không nên cử động. Bỗng nhiên Dược Lão với hắn là yên lặng làm như phát hiện ra cái gì đó vội vàng hô. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, thân thể ngoan ngoãn ngã sấp trên mặt đất, ngay cả khí tức cũng thu liễm lại. Các ngươi đến tuột cùng là ai? Vì cái gì đuổi giết ta? Ta giống như chưa từng cùng với các ngươi từng kết thù kết oán. Linh hồn thể màu đỏ ở trong cuồng phong hoảng hốt nói. Lúc này trước mặt của hắn là một mảng hắc ám, trên khuôn mặt hắn có một chút vặn vẹo cùng sợ hãi. Khắc khắc. Trong bóng đêm bỗng nhiên vang lên trên một trận cười khiến cho người ta lông tóc dựng ngược lên. Chợt một đạo xiềng xích màu đen mạnh mẽ tự được trong bóng đêm kia bắn ra, giống như là một con rắn đen vô cùng linh hoạt trườn trên linh hồn thể màu đỏ. Đạo kia giống như là từ một loại năng lượng cực kỳ quỷ dị ngưng tụ mà thành năng lượng xiềng xích vừa mới dính vào linh hồn thể màu đỏ thì từng đợt khói trắng bắt đầu từ trong cơ thể nọ bốc lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Có điều mặc kệ hắn dãy giụa như thế nào, cuối cùng thậm chí còn triệu hồi ra được một ngọn lửa màu đỏ nhưng vẫn không có nửa điểm biện pháp đối với xiềng xích màu đen nọ. Thế cho nên người kia cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn linh hồn của mình càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng là bị xiềng xích phun ra một đạo hắc quang, bao vây lại. Khắc khắc, không quản người khi mà còn sống có bao nhiêu cường đại, nhưng chỉ cần trở thành linh hồn thể, liền trở thành mục tiêu đi săn của ta, của hồn điện bọn ta. Tiếng cười khó nghe, dần dần rời xa trong bóng đêm cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Trong bụi cỏ tối, Tiêu Viêm cơ hồ là hoàn toàn phong bế hơi thở, mồ hôi lạnh ướt quần áo. Hắn không nghĩ tới trong gió lốc đen này vậy mà lại gặp được thần bí tổ chức vẫn đuổi giết Dược Lão. Hơn nữa khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy rung động là thần bí nhân vừa rồi, ngay cả thân hình cũng không cần lộ ra, lại đã dễ dàng bắt gọn một linh hồn thể cấp bậc đấu linh không có chút nào lực lượng phản kháng. Loại lực lượng này không khỏi vô cùng khủng bố.
ghé vào trong bụi cỏ. Bốn phía cuồng phong gào thét rung động. Trong bóng tối, Tiêu Viêm không dám di động nửa điểm thân thể, sợ ẩn núp ở trong bóng tối kia. Thân bí nhân còn chưa đi xa, bỗng nhiên bạo nộ lên trên giết người. Trong bóng tối, không có khái niệm về thời gian. Ngay tại khi Tiêu Viêm trong lòng thoáng nổi lên trên một tia bồn chồn buồn bực, một luồng mỏng manh dương quang bỗng nhiên chiếu xạ vào. Cảnh tượng trước mặt liền giống như là một quả trứng nứt vỏ nhẹ nhàng nở ra. Ánh dương quang ấm áp xua tan đi màn đêm hắc ám. Ánh mặt trời vừa xuất hiện, từng luồng dương quang bắt đầu chiếu vào, cuồng phong đang bão động cũng chậm rãi yếu bớt, cho đến cuối cùng tiêu tán. Nhìn ánh sáng phát ra trên bầu trời, Tiêu Viêm lúc này mới thở ra nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận bò người lên, ánh mắt quét một vòng chung quanh, chợt ở ngoài xa mấy trăm thước nhóm người của thường đội kia đang chỉnh đốn lại hành hóa, lập tức vội vàng cất bước tiến lại gần. Ngay khi Tiêu Viêm tới gần thường đội, đã thấy đà má trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Dược Nham tiên sinh, ngươi không sao chứ? Vừa rồi không thấy người đâu, làm cho ta vô cùng lo lắng. Đa Ma bước nhanh đón chào, thở một hơi cả giận nói: không có việc gì, vừa rồi vô ý bị cuồng phong quét đi một đoạn. Nhìn thấy vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt Đa Ma, Tiêu Viêm mỉm cười lắc lắc đầu. Tuy rằng mập mạp này bởi vì lực lượng của hắn mới lo âu như vậy, nhưng ít nhất so với đám người ở trong Hắc Sắc Vực, hắn tính ra cũng là một người có tâm. Bị quét đi sao? Dược Nham tiên sinh thật sự đúng còn may mắn. Nếu đổi lại là vận xấu đến, tất cả bị cuốn vòng quanh bình nguyên. Đa Mã tỏ vẻ nhận được cảm giác may mắn cười nói tiếp: Dược Nham tiên sinh trước hết là cứ tiến lên xe ngựa, ta sửa sang lại một chút hàng hóa bị thổi nát, sau đó sẽ tiếp tục khởi hành. Gật gật đầu, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn đám người của thương đội đang chỉnh đốn hàng hóa, cũng không nói gì thêm, chưa vào bên trong xe ngựa, sau đó khoanh chân ngồi, trong lòng thật dài thở ra một hơi, đôi mắt hơi nhắm lại, một chút rung động vẫn như cũ còn sót lại, trong lòng lẩm bẩm nói: đó là thực lực của hồn điện sao, quả nhiên đáng sợ. Đấy cũng không là hoàn toàn như người chứng kiến. Ta lần trước có nói qua, hồn điện có thủ đoạn chuyên môn đối phó với linh hồn thể. Hơn nữa linh hồn thể cũng không thể nào sử dụng đấu khí. Một số người có đường kỳ hỏa, đem ngọn lửa đó biến thành bản mạng của linh hồn thể. Lúc trước gặp người của hồn điện, ta đã bằng vào cốt linh lãnh hỏa mới có thể thuận lợi đào thoát. Nếu không mà nói, chỉ sợ kết cục cũng chẳng khác gì với tiền mà người vừa rồi chứng kiến. Dược lão âm thanh thoáng run rẩy vang lên: bọn chúng sử dụng phương thức công kích cảm giác giống như là đấu kỹ, có thể cũng thuộc phạm trù đấu khí. Nhớ tới đạo quỷ dị hắc xích kia, Tiêu Viêm thoáng có một chút ngập ngừng nói, bởi hắn cũng biết linh hồn thể tuy rằng không thể nào sử dụng đấu khí, nhưng mà đồng dạng đấu khí cũng có chút tương đối hơn mất tác dụng đối với bọn họ. Nhưng vừa rồi nhìn thấy đạo hắc xích kia quấn lên trên linh hồn thể màu đỏ, giống như lửa nóng gặp khối băng, phản ứng kịch liệt làm cho người ta líu lưỡi. Đúng vậy, lúc trước cùng bọn chúng tiếp xúc, ta cũng có một loại cảm giác này, có điều không có cơ hội nghiên cứu kỹ. Bây giờ nghĩ lại, phương thức công kích của bọn chúng xác thường cùng với thường nhân có một chút bất đồng. Ta nghĩ, chỉ sợ đó cũng là vì linh hồn thể ở trong tay bọn họ giống như đứa trẻ con, rốt cuộc là sẽ không có bao nhiêu phản kháng lực. Dược lão trầm ngâm nói, có điều hiện tại người cũng không cần hao phí tâm tư cho việc này. Chỉ cần ta ít xuất hiện, bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn hẳn là tìm không xa chúng ta. Mà hiện tại người cần phải làm, đó là trước khi bọn chúng phát hiện ra chúng ta, ngươi phải hết sức tăng cường lực lượng của mình, bằng không kết cục sẽ rơi vào vết xe đổ như kẻ vừa rồi. Dược lão ngừng trọng nói, vâng. Trải qua vô số vô tình gặp phải gió lốc đen lần này, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy gấp gáp mãnh liệt rất nhiều. Hơn nữa, những phương thức công kích quỷ dị của thần bí nhân kia cũng là làm cho hắn lo lắng. Dù sao những cái gì mà ta không biết mới là đáng sợ nhất. Có điều chúng ta có lẽ phải dừng lại Hắc Ấn Thành một ngày, nơi đó đấu giá hội, hẳn là sẽ có thứ người cần. Hơn nữa đại hội đấu giá ở Hắc Giác Vực cũng không phải như là ở Gia Ma Đế Quốc có thể so sánh. Đến thì sẽ biết, nhưng có điều giá cả cũng đều là những cái giá trên trời. Tiền mang theo trên người của người có đủ không? Ở Hắc Giác Vực không có tiền cơ hồ là sẽ nửa bước khó đi. Dược lão cười nói, ấy giống như còn hơn 10 vạn kim tệ. Số tiền này lúc trước ở Ô Thản Thành bán chữa thương dược mà có. Nghe vậy Tiêu Viêm sửng sốt nói, hơn 10 vạn. Dược lão không nói gì, trầm ngâm một hồi bật đắc dĩ nói, vừa vặn có thể để người chi tiêu ở Hắc Sắc Vực. Có điều với số tiền này mà muốn đi đấu giá hội, quên đi. Xấu hổ xoa xoa đầu, Tiêu Viêm cười khổ nói, thật sự không được sao? Hay mua một chút dược liệu rồi luyện chế đan dược xong sẽ đi bán đấu giá. Đệ tử cũng chưa nghe nói qua là có luyện dược sư nào lại thiếu tiền cả. Cũng có thể bán đấu giá một chút tử tinh phối nguyên hoặc là địa hỏa liên tâm. Thứ này ở Hắc Giác Vực cũng có thể khiến cho một ít hoàng động. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có vô số cường giả tu luyện hỏa thuộc tính công pháp bám giết không tha tranh đoạt. Dược lão cười nói,
Làm sao có thể? Tử tinh phối nguyên kia, đồ ăn yêu thích nhất của Thôn Thiên Mãng. Không có tử tinh phối nguyên, chỉ sợ Thôn Thiên Mãng sẽ không nghe lời. Ta làm sao bây giờ? Địa hỏa liên tâm lúc trước đệ tử đã ăn một viên, chính mình cũng còn ngại không đủ, bây giờ cần bán đấu giá. Đào cặp mắt trắng giá, Tiêu Viêm cắn môi nói, hay là luyện chế đan dược bán đấu giá, hiện tại đệ tử tốt xấu gì cũng là luyện dược sư có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Ta nghĩ, cho dù là tại trong hắc giác vực này, tứ phẩm luyện dược sư cũng đủ sẽ là không phải xẻ mạt như rau cải trắng túm một cái là có một bó to. Tiêu Viêm lúc này bĩu bĩu môi nói, rau cải trắng cũng mệt, người nghĩ đến cái thân phận tứ phẩm luyện dược sư cũng không tồi, chỉ cần tùy tiện gia nhập vào thế lực một phương nào đó, đều sẽ có thể được đối đãi như là một thượng tâm, hơn nữa đãi ngộ tuyệt đối không thấp hơn so với đấu vương cường giả. Dược lão cười nhạo nói, ha ha, sao cũng được. Cười một tiếng, Tiêu Viêm bỗng nhiên nghe tiếng bước chân ngoài cửa xe, cũng đình chỉ cùng dược lão nói chuyện, đôi mắt hắn chậm mắt lại, giống như lão tăng nhập định. Từ khi trải qua trận gió lốc đen, đoàn xe của Đà Mã một đường thẳng tiến không gặp phiền toái gì. Ngày hôm sau, thời gian vào khoảng giữa trưa, đơn điệu một mảnh bình nguyên màu đen rốt cuộc là đã dần dần xuất hiện màu xanh biếc. Nhìn thấy điểm điểm vài nơi màu xanh biếc, đám hộ vệ có kinh nghiệm phong phú đều nhìn không được là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần ra khỏi đại bình nguyên, như vậy sự an toàn tăng lên rất nhiều. Dù sao hiện giờ trong thành thị, phần mỗi nơi đều có thế lực độc bá riêng, chỉ cần giao đủ tiền phí để đi vào, cũng sẽ không còn bị rơi vào những kết cục bị thảm cướp bóc hàng hóa như là trên đại bình nguyên. Mấy cái chuyện mổ gà lấy trứng, các thế lực cũng sẽ không dại dột làm. Đương nhiên sự tình cũng không có gì là tuyệt đối. Nói một cách khác, vì hắc sắc vực này liền kề với bình nguyên hỗn loạn kia, nên sự hỗn loạn cũng không có thể nào đoán trước. Bên trong xe ngựa, Tiêu Viêm kéo tấm màn xe, ngước đầu nhìn đám người của thương hội, cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha ha, lần này không có gặp bọn tàn bạo hắc phí, hàng hóa của ta cuối cùng cũng được an toàn đến nơi. Không có thành viên nào thương phóng, thật ra đã giảm đi được rất nhiều tiền bồi thường. Trên khuôn mặt béo úc của Đà Má tươi cười như là chút đỡ gánh nắng, vận chuyển hoàng hóa ở hắc giác vực đại bình nguyên này cơ hồ như là đánh đổi với số phận, chỉ một chút vận khí không tốt, kết cục đó là rơi vào cái chết. Dù sao ở hắc giác vực muốn kiếm tiền không phải dễ dàng. Đúng rồi Dược Nhằm tiên sinh, đây là một chút thủ lao của người, mặc dù nó không thể nào so sánh với giá trị công sức của một đại đấu sư. Đà Má từ trong lòng lấy ra túi kim tệ đưa cho Tiêu Viêm cười khổ nói, không, nếu không có Đà Mã tiên sinh dẫn đường, ta cho dù là có đi 10 ngày cũng khó đi ra khỏi hắc vực đại bình nguyên, số tiền này là tốt rồi. Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt, tiếp lấy túi tiền liền mở ra, nhìn số phân lượng bên trong hắn là khoảng 5.000 kim tệ. Đa tạ Dược Nhằm tiên sinh, Đà Mã cảm tạ gật đầu, chợt từ trong lòng lấy ra mảnh tinh thể bản đồ thấp giọng nói, ta nghĩ đối với người mới tiến vào hắc sắc vực, đồ vật này mới là trân quý nhất. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, chậm rãi gật đầu cũng không có chối từ. Ha ha, Dược Nhằm tiên sinh, ta xem tuổi của người cũng không phải lớn mà thực lực đã rất mạnh mẽ. Nói về tu luyện thiên phú cực kỳ không kém, có điều hành tàu ở hắc sắc vực,